Từ năm 2014, thôn Phước Lạc, xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai thành lập và đưa mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên vào hoạt động. Cũng là khoảng thời gian này, 80 hộ dân là người dân tộc Châu Mạ sinh sống tại thôn Phước Lạc thực hiện có hiệu quả các nội dung của câu lạc bộ, gồm không có người sinh con thứ ba trở lên, không có bạo lực gia đình, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Sự chuyển biến tích cực này bắt đầu từ những nhân tố tiêu biểu trong câu lạc bộ với cuộc sống ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Một trong những mơ ước mà mỗi gia đình đều mong muốn là có cuộc sống ổn định, con cái được học hành, chăm ngoan, trở thành người có ích. Để làm thay đổi suy nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số, những thành viên tham gia trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ không có người sinh con thứ ba trở lên đều là những gia đình tiêu biểu. Gia đình chị Ca Phòn là một trong những hộ như thế. Trồng 4 hectare điều và làm thuê để có thêm thu nhập vun vén cho kinh tế gia đình, và hai cô con gái học hành tử tế. Được quan tâm và tạo điều kiện học tập ở trường dân tộc nội trú huyện Đạ Oai, các con của chị đã và đang có một khởi đầu tốt đẹp cho ngày mai. Thì em nghĩ là hai đứa là đủ cho vợ chồng em chăm sóc cho cháu rồi, nên là em không nghĩ về sinh đẻ nữa. Vì bây giờ cuộc sống thì thay đổi nhiều rồi, để dạy con tốt, rồi có điều kiện cho con học đại học, rồi phát triển thêm cho nó được có ngành nghề để nó có sự nghiệp tương lai cho nó. Cũng như gia đình chị Ca Phòn, gia đình nhỏ này của chị Ca Nhụ cũng là một trong những thành viên tích cực tham gia tuyên truyền vận động chị em trong thôn không sinh con thứ ba trở lên bằng chính cuộc sống phát triển ấm êm của gia đình mình. Nhận thức được việc sinh ít con mang lại cho gia đình khởi sắc về kinh tế, đồng thời chăm sóc con cái được chu đáo hơn, vợ chồng có điều kiện nghỉ ngơi chăm lo cho chính bản thân mình, chị Ca Nhụ đã thực hiện kế hoạch hóa sau khi sinh đứa con thứ hai. Với bước đầu thì sanh con bé, sau đó rồi gia đình cũng kế hoạch là 5 năm xong mới sanh tiếp thằng cu này. Cho nên có trong thời gian đấy thì mình có được thời gian đi làm, rồi vừa đi làm rồi sau này rồi có được cái thu từ vườn, rồi sau đấy rồi với lại con cái thì cũng trưởng thành thế này, thì cũng học hành, cũng đến nơi đến chốn, cùng là cả hai đứa đều học sinh giỏi hết. Cho nên là bà con cũng từ đấy mình vận động và tuyên truyền bà con thì người ta cũng nhận thức được, người ta thấy được cái gia đình mình như vậy, cho nên là họ cũng theo được cái chương trình này, họ cũng làm theo luôn. Cùng với sự đầu tư không ngừng của nhà nước về điện đường trường trạm, việc chấp hành các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình ở thôn của 100% người dân tộc Châu Mạ đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân thoát được đói nghèo và trở thành điểm sáng của huyện Đạ Oai trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước đây vốn rất khó khăn. Với tập tục mẫu hệ, sự tham gia của phụ nữ mang nhiều ý nghĩa. Muốn cho địa phương phát triển bền vững, thứ nhất phải sinh đẻ có kế hoạch. Chính vì vậy, hội phụ nữ xác định nhiệm vụ không sinh con thứ ba là nhiệm vụ quan trọng nhất của hội, để tuyên truyền làm sao cho gia đình người ta nhận thức được cái dùng các biện pháp tránh thai để xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc. Chính vì vậy, hội tập hợp tất cả các hội viên chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, thì từ từ hội viên sẽ hiểu và lợi ích của việc sinh để có kế hoạch là như thế nào với đối với sức khỏe của phụ nữ và đối với gia đình mình và đối với kinh tế xã của gia đình mình với toàn xã hội, không riêng là gia đình mình. Từng hành động nhỏ cấu thành một chương trình lớn, đó là mục đích của những việc làm, những hoạt động mang tính cộng đồng như câu lạc bộ không có người sinh con thứ ba trở lên mà thôn Phước Lạc đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Đây cũng được coi là một khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới ở nơi đây. Bon Rơm, việc phát triển kinh tế theo hướng công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn